Xin chào toàn thể quý khách hàng thân mến đã quay trở lại cùng với kênh YouTube của xưởng sản xuất xe ba gác Anh Quân của nhà em. Hôm nay lên cho mọi người một chiếc video giới thiệu về một cái thông số của con xe ba gác máy xăng sử dụng động cơ máy 250 cầu vuông ráp số tải. Đấy. Thì nói chung là chiếc xe này thì nó đầu năm thôi, 5X trở lên thôi, nó 5X nhỏ thôi. Nên là các bác mà chở tầm 2 tấn rưỡi thì có thể tham khảo qua cái mẫu xe này nhé. Xe này thì em đóng về cho anh khách ở Phú Yên để anh ấy chở vật tư, cất đất và cát. Thì bây giờ sẽ theo chân của em đi review chi tiết con xe này nhé. Về phần đầu thì anh khách đặt là phụt 60mm đèn tròn, xài đèn LED 6 bóng này mọi người thấy không? Phụt 60mm loại 1 nha mọi người, nhà em là loại HI. Bên trong cái chữ nó có hiện cái chữ HI lên cho mọi người để mà mình gọi là để mà mình phân biệt đấy mọi người. Ở bên phía trong đây này, đây này. Đó, ở bên phía trong này nó có chữ HI để cho mình phân biệt nhá. Đó, còn nguyên xi ba bóng luôn này. Để sơn xịt nó không bám vào nhá. Phần cổ bi thì có ốp cổ và kê góc này. Về phần vai là sử dụng vai đôi chập. Đây mọi người thấy không? Đây là hai cái vai chập lại với nhau. Thì bác nào mà vẫn muốn cái phần gai phần vai của mình nó cứng nhưng mà mình muốn nó gọn gàng ấy thì mình có thể tham khảo cái mẫu này nhá. Đó. Vai đôi chập sát này. Ốp đọng nước này. Ốp mặt trên này và mặt trong này cũng ốp này. Đó, như ở phía bên kia là mặt là mà hai mặt này lại ốp này. Đó. Thì nó không có bị đọng nước nha mọi người. Động cơ là sử dụng máy 250 này, máy 250. Zin xăng, hiệu là hiệu zin xăng chữ đỏ. Có tích hợp với hộp số tải 3 tấn rưỡi này thì tải rất là khỏe nha mọi người, lên dốc vô tư luôn. Thùng đường này inox lớn này, em ráp cho anh khách luôn này. Còn về phần đây, về phần để chân ấy thì mọi người thấy bọn em sẽ gọi là kiểu cách như vậy nhìn cho nó thẩm mỹ nhá, cho nó ưng cái mắt mình. Đó. Bình ắc quy là xài bình đồng nai 12V 20A. Sử dụng một ti ben mạ chrome. Ben này ben 3 khúc đẩy 3 tấn rưỡi hàng. Đó. Sườn là xài sườn Y10, Y100 đó mọi người. Đó, và có cái con xe này thì em có ốp cho anh khách một cái cây y ở bên đây. Đó, có ốp cho anh khách một cái y ở bên đây. Có xài thêm cầu đeo. À, thì cầu đeo chống chân trượt, chống nhảy số này. Lốp là xài lốp đôi, lốp 500-12 Kasumina. Lốp đôi là phải đi với tháng dầu rồi. Ghi đông là xài ghi đông inox này. Tay lái ghi đông bằng inox luôn mọi người nhé. Bình dầu ben là xài bình inox thắng dầu. Thắng dầu và đây cho mọi người xem ba cần gài số mạnh này. Đây là cần cầu đeo vuông em mới vừa chỉ này. Đây là cần cầu chính. Đây là số tải ở cục máy này. Thì khi nào mà mình sử dụng cái số tải thì mình sẽ gạt cái cần này. Đây cái cần em đang ăn. Khi nào mà mình xài cái số tải ấy, thì mình sẽ gài cái cần này nha mọi người. Đó. Có bắn cao su trải dài cho khách hàng khi mà hạ ben xuống này. Rất là êm thùng. Về cái kích thước thùng thì em đóng theo yêu cầu của anh khách là ngang 1m4 và dài là 2m2. Cánh này làm cao lên 50 và làm vách liền. Bửng mở tự động 2 lẫy. Đó, bửng tự động 2 lẫy này. Cầu là xà cầu vuông cầu 14-35. Nhíp là xà nhíp 11 là 2 tầng bắt qua nhíp của ô tô. Thùng thì có ốp Daisu chống đọng nước mưa, chống đọng cát đá, nó không có bị không có bị đọng ở đây thì nó không có bị gì chết nhé mọi người. Bản lề thì xài toàn bộ là bản lề lớn này. Bản lề lớn này, rè trước rè sau đều bắt bằng inox hết. Đó, tự lưng là xài bằng U48 âm sàn này. Mọi người thấy không? Âm sàn hôm nay này. Bên tự động hai lẫy, xài tôm to bản lề lớn nhé mọi người. Rồi thì mọi người mà cần một chiếc xe ba gác mà về để phục vụ chở hàng cho cái công việc của mình thì liên hệ cho em theo hotline là 0845 134 134 hoặc là kết nối Zalo 0845 134 134 thì em Quân sẽ tư vấn cho mọi người một chiếc xe và bánh sao cho nó vừa phù hợp với lại công việc và địa hình của mình. Đó, lúc nào ở trên màn hình là mọi người đang xem thì có cái mã số cũng như là cái phương thức liên hệ với nhà em thì mình có thể bấm alo cho em và đọc cái mã số thì em sẽ báo giá chi tiết cho mọi người nhé. Thùng thì nói chung là đóng toàn bộ là theo yêu cầu của khách hàng hết ạ.
Đó, mình muốn đóng mẫu như thế nào, bánh đơn, bánh đôi thì sẽ tùy theo cái nhu cầu công việc của mình. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem hết video của em. Đừng quên bấm cho em một lượt like và một lượt đăng ký kênh để không bỏ lỡ những cái video nào, những cái sản phẩm nào của nhà em đang lên nhé mọi người. Bây giờ thì xin chào.